Một góc xăng tại một ngôi nhà tại thôn 2 Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm ngày hôm nay thì Văn sẽ gửi đến mọi người một cái ngôi nhà ở đây với tổng tài chính là 1 tỷ 290 triệu. Gia chủ cần bán cái ngôi nhà mới vừa xây xong luôn. Và ở ngôi nhà này thì với tổng diện tích là 123,9 m², ngang 7 m, được kết cấu là một nhà cấp 4 gồm 2 phòng ngủ nha mọi người. Ở cái ngôi nhà này á, thì sẽ có một cái góc sân vườn để cho mình có thể là trồng cây xanh, tạo một cái điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Và bây giờ Văn sẽ mời mọi người vào bên trong của ngôi nhà này. Bước vào bên trong thì sẽ là khu vực phòng khách, và phía trước bên khu vực trước đây sẽ được ngăn cách bởi một cái tấm đan. Đó là cái khu vực công năng thì thường là ở với cái nhà cấp 4 như thế này á, thì mình sẽ là phòng thờ. Và ở bên góc này thì sẽ được bố trí 2 phòng ngủ, và góc cuối kia là phòng bếp và một phòng vệ sinh. Thì ngày hôm nay thì Văn sẽ giới thiệu chi tiết đến cái ngôi nhà ngày hôm nay, và mọi người có muốn đi xem thì hãy xin liên hệ với Văn qua số điện thoại bên góc trái màn hình nhé. Bây giờ Văn sẽ quay chi tiết đến với mọi người. Chào mọi người, hiện tại thì Văn đang đứng tại thôn Tây 2 xã Diên Sơn và tiếp tục thêm một căn nhà nữa nằm. Hiện tại hôm bữa thì Văn khu vực này thì Văn sẽ có 3 ngôi nhà nha mọi người. Và đây là sẽ là ngôi nhà tiếp theo Văn gửi đến. Từ vị trí của Văn tầm hơn 50 m thì cái sốt dưới đây sẽ là đường tỉnh lộ 8 hoặc là đường DT8, đường Đồng Khởi nha mọi người. Tại cái trục đường này là số 7B. Mốt thôi. Và cái ngôi nhà là ở đâu đây, với chiều ngang của đất này sẽ là ngang 7 m, và được thiết kế là một nhà cấp 4 gồm 2 phòng ngủ và có một cái không gian xanh, mua đất tặng kèm cây xoài ở bên góc cộng nha mọi người. Bây giờ Văn sẽ ở bên đường này sẽ có một cái đường luồn thông với lại cái phòng bếp ở dưới đây. Mình có thể là rất khá. Ngôi nhà này sẽ là hướng đông nam với giá là 1 tỷ 290. Đây, mình sẽ hệ thống cửa ở đây sẽ là cửa nhôm sifa. Đấy, đó. Khúc này sẽ đi vào được bên trong nhà bếp. Tuy bếp là có những cái kệ để mình để gia vị nè, kệ tủ. Dưới đây là một phòng vệ sinh. Bên góc này sẽ có 2 phòng ngủ, phía trước là phòng khách nha mọi người.